lợi dụng mạng xã hội để câu view nhằm đánh lạc hướng. Những luận điệu xuyên tạc. Các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng viễn thông Internet để tuyên truyền đưa thông tin thật, giả, lẫn lộn nhằm phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, gây rối. Tiềm ẩn những yếu tố đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Cần tỉnh táo, ứng xử phù hợp với mạng xã hội. Theo Ramio Huya Social, chuyên thực hiện các thống kê và đánh giá về thông tin kỹ thuật số, di động và các lĩnh vực liên quan. Tính đến năm 2017, Việt Nam có 50,05 triệu người dùng Internet, trong đó có đến 46 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 48% dân số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam là một trong 10 nước sử dụng Facebook nhiều nhất. Trong khi đó, Facebook là môi trường lây lan thông tin xấu độc nhanh và mạnh nhất. Thông tin xấu độc phổ biến nhất là lợi dụng các thông tin tiêu cực được báo chí trong nước đưa trên mạng để thêm thắt xuyên tạc nhằm bôi nhọ cá nhân, chống phá nhà nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Nguy hiểm và tinh vi hơn, gần đây nhiều trang Facebook phản động đang giả dạng là những trang tin tử tế để tiếp cận người dùng, tăng số lượng người đăng ký theo dõi thường xuyên. Các trang này thường đưa những nội dung câu view nhằm đánh lạc hướng, rồi đan cài những nội dung phục vụ ý đồ xấu của chúng. Người dùng cần phải tỉnh táo để phân biệt thông tin xấu độc này. Có tốc độ truyền tải rất là nhanh và ảnh hưởng đến rất là nhiều số đông các quần chúng và hầu như là ai cũng sử dụng mạng xã hội. Nên là chính vì cái mức độ lan tỏa nhanh như vậy mà cái cách sử dụng lại vô cùng dễ dàng. Nên là các thế lực thù địch thường lợi dụng cái môi trường mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc để chống đảng, chống nhà nước. Những caption mặc dù là không rõ ràng là đúng về cái nội dung video đấy không, nhưng mà những nội dung caption thì gây kích động rất là lớn. Có rất là nhiều bạn trẻ like và share những bài viết mà không biết đấy là thông tin đúng hay là sai, và tôi cảm thấy nó ảnh hưởng rất là lớn đến xã hội và tư tưởng của giới trẻ hiện nay. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Nga, sinh năm 1977, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 1, điều 88 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017, Trần Thị Nga đã trực tiếp lập các tài khoản blog, Facebook cá nhân Thúy Nga, Trần Thị Nga và trang YouTube Trần Thúy Nga, đã làm ra tàng trữ 13 video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt, và sử dụng trang mạng xã hội để đăng tải các video clip nhằm truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, gieo rắc sự nghi ngờ, bất mãn với chính quyền nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trần Thị Nga còn viết dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 17 và ngày 21 tháng 3 năm 2017, Cục An ninh mạng Bộ Công an phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Bùi Hiếu Võ, sinh năm 1962, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, trú tại Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ, để điều tra về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5 năm 2015, Bùi Hiếu Võ lập tài khoản Facebook Hiếu Bùi, đăng tải nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động các hoạt động phá rối an ninh, trật tự và bạo động. Bùi Hiếu Võ đã móc nối với thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân tại Úc để bàn bạc, trao đổi và cùng quản trị Facebook Hiếu Bùi. Ngoài ra, Bùi Hiếu Võ còn gửi một số bài viết có nội dung xấu cho các trang mạng phản động bên ngoài để phát tán lên mạng. Việc bắt giữ các đối tượng đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh đến các đối tượng khác đang có âm mưu hoạt động chống nhà nước, hoạt động đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc. Chúng có thể tự lập ra các blog
các vlog, các fanpage, các YouTube, các Twitter, các trang nào đó với nhiều tên gọi khác nhau và nhiều cái ẩn danh, nhiều cái loại ngụy trang rất tinh vi để đánh lừa. Chúng có thể tự biên tập các thông tin, các bài viết, tự dựng lên các video clip hay ta gọi là các đoạn phim, các bài báo, các hình ảnh, cắt dán, lắp ghép và tự ta gọi là post lên mạng hay là gọi là có thể gọi là phát hành lên mạng. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, riêng mạng xã hội Facebook Việt Nam có khoảng 40 triệu tài khoản. Mỗi ngày trên thế giới xuất hiện khoảng 500 triệu bài viết. Riêng Việt Nam con số này cũng lên tới vài chục triệu. Thông tin và sức lan truyền rất lớn. Người sử dụng lại không phân biệt được đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu. Chỉ riêng trên YouTube, hiện có khoảng 15 kênh đã đưa khoảng 8.000 video có nội dung bôi xấu cá nhân, xuyên tạc sự thật, phản động, chống phá nhà nước Việt Nam. Đáng lo ngại là các thông tin xấu độc này đã có tới trên 500 triệu lượt xem. Các kênh này cũng có hơn 1 triệu tài khoản đăng ký theo dõi thường xuyên. Các thông tin tiêu cực như xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, kêu gọi kích động biểu tình, chống phá nhà nước, chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài. Lợi dụng Internet để tuyên truyền chống phá chế độ, chống phá đảng nhà nước và xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo. Đây là một cái vấn đề cũng đang rất là bức xúc đối với cái công tác quản lý của chúng ta hiện nay. Những năm qua, lực lượng chức năng đã xác minh gần 500 trường hợp. Con số năm sau luôn cao hơn năm trước. Đó là thách thức nhưng cũng là xu hướng phát triển chung. Tội phạm trong nước và quốc tế liên kết với nhau, ứng dụng sự phát triển cao của công nghệ, nguy cơ cao hơn, dự báo sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng kinh tế, xã hội, an ninh của đất nước. Trong thời gian vừa qua, các cái đối tượng cũng sử dụng cái tính chất đặc điểm của mạng xã hội để đưa ra các cái thông tin xuyên tạc, bóp méo các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Và cái đó thì cũng nằm trong cái chung đó là cái diễn biến hòa bình ấy, đó là tiến tới là làm cho người dân hồ nghi và hoài nghi về các cái chính sách của Đảng và Nhà nước, hay là hoài nghi về cái vai trò lãnh đạo của các cái đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội là những thông tin sai sự thật, là những cái ý kiến mang tính cá nhân và hoàn toàn không có căn cứ, đi ngược lại với những cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong cái chiến lược diễn biến hòa bình của các cái thế lực thù địch hiện nay thì giới trẻ là một trong những cái bộ phận mà các thế lực thù địch thường tập trung vào để tuyên truyền kích động. Bởi lẽ là như chúng ta đã biết thì giới trẻ thường có cái tâm lý là dễ tiếp nhận và cũng như là dễ thay đổi, và cũng dễ bị các thế lực thù địch tác động, lôi kéo cũng như là định hướng. Cơ quan chức năng có thể kiểm soát được những thông tin chính thức khi trước khi đăng tải lên mạng xã hội để giới trẻ có thể tiếp nhận những thông tin đó một cách tích cực nhất. Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành đã thống kê lại hàng loạt câu chuyện đau lòng của các bạn trẻ đã dính bẫy các thế lực thù địch phản động trên mạng xã hội. Năm 2016, đối tượng cầm đầu vụ án kích động biểu tình ở Đồng Nai đã khai nhận làm thuê cho một website vốn có thái độ thù địch với Việt Nam, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Đối tượng này có nhiệm vụ tập hợp các hình ảnh khiếu kiện đông người rồi sửa lại nội dung để gửi cho website đó. Từ tài liệu này, kẻ điều hành website dùng kỹ thuật vi tính chỉnh sửa rồi tạo ra người đang bị đàn áp kèm theo phỏng vấn nạn nhân để tung lên mạng hòng vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp công dân, vi phạm dân chủ nhân quyền. Rất nhiều đối tượng đã nổi lên hoạt động rất là trắng trợn, quyết liệt và thậm chí công khai, như đối tượng Nguyễn Danh Dũng sử dụng đến 700 cái video clip để phát tán trên mạng, hay đối tượng Trần Thị Nga ở Hà Nam cũng vậy, chúng nó hoạt động rất công khai. Cái chính của các đối tượng này là nó lợi dụng chính những cái vụ việc mà chúng ta đang giải quyết và nó thổi phồng, nó bóp méo và nó bình luận để nó tán phát những thông tin đó dưới các ẩn ý, dưới các động cơ rất xấu và rất phản động. Tại một số tỉnh ven biển miền Trung năm 2016, một số đối tượng phần tử cơ hội đã dùng mạng xã hội, blog cá nhân
với những status, comment hay qua những chia sẻ đã dùng lời lẽ xúi giục, kích động người dân tụ tập, gây rối an ninh. Rồi vừa qua, lợi dụng những vụ việc, sự kiện cụ thể như vụ án Huyền Như, Phạm Công Danh, Trịnh Xuân Thanh, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, lái nhận thức xã hội về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa của Đảng ta. Một bộ phận cộng đồng mạng do thiếu thông tin và ảnh hưởng của hội chứng đám đông đã gián tiếp cổ vũ, tiếp tay cho các hành vi sai trái này. Cuối năm 2016, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Dũng, 29 tuổi, trú ở phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, can tội lập tài khoản Thiên An TV trên mạng xã hội YouTube và Facebook, blog để đăng tải các video clip xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đối tượng Nguyễn Danh Dũng đã thông qua các tài khoản tự lập, tự quản trị và tự điều hành trên YouTube và các trang mạng xã hội như Facebook, blog. Thậm chí có những video độc hại do Dũng tải lên đã thu hút được hàng chục triệu lượt người xem. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, đưa ra các luận điểm sai trái nhằm chống phá các đường lối chính sách của Đảng cũng như pháp luật nhà nước. Những thông tin xấu, thông tin không tích cực nó cũng có sức lan tỏa cũng rất nhanh và cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, khi mà nhận thức của một bộ phận thanh niên hiện nay cũng còn hạn chế trong việc tiếp cận và đánh giá thông tin, đôi lúc còn phiến diện, dẫn đến là có những hành vi cổ vũ a dua cho những cái thông tin không chính thống. Đáng chú ý là những cái trang mạng xã hội thì nó tìm mọi cách để nó tiếp cận với thanh niên. Nó đưa ra những cái bài viết rất dễ đọc, rất dễ hiểu và thậm chí những cái thông tin nó kích động, thông tin giật gân, rất là thanh niên lại rất quan tâm, tò mò, hiếu kỳ vào đó đọc. Thì vì vậy mà cũng phải một thừa nhận rằng là cái tỷ lệ không nhỏ thanh niên, sinh viên đang đọc những trang mạng như thế. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, thường trú tại khu 5 xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Từ cuối năm 2015 đến năm 2017, Phan Kim Khánh đã lập và quản trị hai blog lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam, ba trang trên mạng xã hội Facebook lấy tên là Báo Tham Nhũng, Tuần Báo Việt Nam và Dân Chủ TV, hai kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là Việt Báo TV và Việt Nam Online, liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hoạt động, Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc, trao đổi thông tin, cùng quản trị. Bên cạnh đó, Phan Kim Khánh còn móc nối tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động bên ngoài. Âm mưu thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là dựa vào cái lòng tin của người dân mà cho quá trình kiểm chứng để mà qua đó làm người dân lại một bước nữa là tiếp tay cho chúng để thực hiện cái âm mưu của chúng. Và những cái đối tượng này phải nói thật là đều là những người có trình độ mà được đào tạo bài bản. Có những đối tượng được đào tạo về các cái trường công nghệ có tiếng ở Việt Nam, và có những đối tượng còn không những đào tạo ở trường công nghệ, còn đào tạo ở nước ngoài. Thủ đoạn lập ra các diễn đàn trên mạng xã hội lúc đầu còn tỏ ra chân lý, lẽ phải, sau đó mới tập hợp, lôi kéo thanh niên. Qua đó thấy rằng các thế lực thù địch phản động lập ra ngày càng nhiều diễn đàn, trang thông tin mạng, fanpage để tuyên truyền xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Âm mưu của họ là thành lập những nhóm thanh niên và tiến tới thành lập tổ chức thanh niên bị kích động, chịu ảnh hưởng của chúng. Ví dụ lợi dụng các cái sự kiện chính trị trong nước, các cái vụ việc đăng tải vụ án này, vụ án khác, chúng ta không xử lý thì là lại nói rằng là chúng ta là buông lỏng, là coi như là đây là trong nội bộ không xử lý, nhưng xử lý thì lại tuyên truyền là chúng ta là đấu đá nhau trong nội bộ. Đấy, cho nên đây những cái nội dung này là rất nguy hiểm và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, rồi xuyên tạc cái tình hình chính trị trong nước. Ngoài ra còn những cái tuyên cáo này, tuyên cáo khác, mua giặc bịa đặt thôi, nhưng mà nhiều người không biết thì tưởng rằng đây là của Đảng, Nhà nước tuyên cáo, nhưng kỳ thực là đấy là các đối tượng chống đối là nào. Họ cứ đưa ra những thông tin trái chiều, họ đưa ra những thông tin mà sai lệch với đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước, câu chuyện tiêu cực, câu chuyện ông cán bộ đảng suy thoái, câu chuyện tham nhũng, rồi những câu chuyện khác về mặt đạo đức xã hội. Thì theo tôi điều này hết sức nguy hại.
theo ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Tiếp tục khẳng định, pháp luật của nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung tha những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng và thậm chí là phản bội Tổ quốc. Chúng ta đang chủ động phát triển công nghệ thông tin trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, cách mạng 4.0. Mọi tầng lớp nhân dân đều được tiếp cận thông tin hữu ích, nhưng mặt thứ hai, các thế lực đang lợi dụng điều này. Do vậy, cần có cả một chiến lược để phát huy công nghệ thông tin và phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, đồng thời phòng chống tác động xấu về mặt tư tưởng, đặc biệt trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, không đi theo giải quyết từng vụ việc. Các thế lực thù địch là nó dùng cái thông tin để tấn công của chúng ta. Mà nó cứ hàng ngày, hàng giờ ra giả như vậy. Cho nên phải hết sức chú trọng cái này. Giáo dục cho cán bộ đảng viên phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng, phải kiên định. Và khi anh đã có niềm tin rồi, thì anh coi như là một cái kháng thể. Anh không chịu sự tác động của cái luồng tư tưởng xấu. Bản thân ấy thì khi chúng ta với cái thói quen cũng chưa có là trước kiểm chứng thông tin trước khi, và mình không chịu trách nhiệm trước cái thông tin của mình đưa ra. Và dần dần khi ở một cái xã hội ngày càng phát triển hơn ấy, hiện đại hơn, và các cái chế tài ngày càng được, khi mà người dân nắm được hết, hiểu biết được các cái pháp luật, hiểu biết đến các cái thông tin mình ấy, thì rõ ràng là càng phải gắn trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội với chính những thông tin mình đưa lên, kể cả thông tin đấy là mình share hay là mình like. Vì thông tin mình đưa lên mình phải chịu trách nhiệm với nó. Chúng ta phải tăng cường công tác truyền thông những thông tin thật, thông tin chính xác, thông tin tích cực cho nhân dân hiểu, tự miễn với những thông tin xấu độc của các đối tượng đó. Chúng ta tập trung đấu tranh với các cái luận điệu xấu, nhưng đồng thời chúng ta cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân. Bộ luật hình sự, bộ luật dân sự của Việt Nam đều có các điều khoản quy định cụ thể hình thức xử phạt đối với các hành vi bịa đặt, loan truyền thông tin xúc phạm danh dự, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó chương 13 quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 117 quy định phạt tù từ 5 năm đến 12 năm đối với các hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Điều 113, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Chúng ta phải tăng cường cái công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tăng cường cái lực lượng chuyên môn để có thể quản lý, phát hiện kịp thời, nhanh chóng những cái hoạt động bất hợp pháp, lợi dụng cái mạng xã hội đó, phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời và nghiêm trị những hành vi lợi dụng cái trang mạng tiện ích xã hội để mà chống phá. Thì nếu có luật an toàn thông tin mạng, rồi có luật an ninh mạng, rồi triển khai thực hiện các nghị định của chính phủ thì chúng ta sẽ rất thuận lợi. Chứ hiện nay thì đây là vấn đề rất thách thức. Chúng ta có cái thách thức nữa là trong luật. Trước đây luật hình sự hay luật tố tụng hình sự còn đang gặp những cái vướng mắc trong các hành vi, ví dụ như gián điệp mạng, tấn công mạng. Đấy. Thì đây là hay là vu khống
xuyên tạc vu khống người khác. Nghị quyết Trung 4 khóa 12 đã khẳng định những thông tin xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch cùng sự lơ là mất cảnh giác của một số cán bộ đảng viên đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tình trạng này có thể dẫn tới việc tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Do đó, việc phát hiện, đấu tranh, mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội nguy hiểm của các đối tượng trong thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận. Nhận diện là bước quan trọng đầu tiên để chống lại luận điệu xuyên tạc. Kích động cái hành vi sai của người ta thì rõ ràng đấy là anh vi phạm pháp luật. Tất nhiên là mức độ vi phạm thế nào, vi phạm điều nào thì phải căn cứ vào các cái điều luật để chúng ta xử lý. Cái xử lý thông tin này ấy, là cái trách nhiệm chung của cái cả xã hội chứ cũng không riêng gì của công an nhân dân. Lúc mà có những cái quan điểm mà sai trái thì chúng ta phải kiên quyết phản bác. Còn nó lợi dụng những cái chỗ mà chúng ta đang còn kẻ hở để ta thực quyền chủ trương chính sách không đúng thì nó chọc vào chính sách. Chủ trương chính sách là đúng đắn nhưng mà việc thực hiện chưa đúng thì đảng ta, nhà nước ta đang cần kiên quyết đấu tranh theo nghị quyết Trung ương 4/12 và theo cái tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng một nhà nước, một chính phủ kiến tạo vì phục vụ nhân dân. Thực tế không có nước nào chấp nhận những thông tin bịa đặt xúc phạm nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, đơn vị và đều đưa ra những biện pháp quy định cần thiết để ngăn chặn những luồng thông tin đó. Có thể là đề ra các quy định luật pháp, quy định về hành vi đạo đức và thậm chí có thể xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với những hành vi sai phạm. Cùng với niềm tin vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào con đường phát triển của dân tộc. Mỗi người trong chúng ta cần nâng cao hơn nữa khả năng tự nhận thức để chủ động thiết lập cơ chế tự phòng vệ trước thông tin xấu độc. Tuy nhiên cho rằng tất cả các giải pháp để chống phá những thông tin độc hại đó đều phải đề cao vai trò của mỗi người khi tham gia mạng xã hội. Bởi con người tham gia mạng Internet vừa là đối tượng tác động, cũng là đối tượng bị hướng tới của các thế lực thù địch.